những cái những vị khách người ta vô tới trong cái hẻm thì người ta mua. Nhưng mà ở ngoài kia lăn bán được sao, không bán ngoài nữa anh? Công an nó hốt đâu cho bán đâu. Ờ vậy hả? À. Nó gửi nó hốt. Đông quá hả? Sao là anh chuyện gì đây luôn? Đúng rồi, chuyện gì đây. Vậy là bây giờ anh chỉ bán cố định ở cái điểm này thôi chứ không có qua chợ Thiết nữa hả? Hồi trước anh thấy không, em không có đi qua đó, đáng ngày luôn bán đến 2 triệu luôn. Dạ. Mua rồi không có. À, bởi vậy tự nhiên thấy anh không ra nữa, tưởng là sao. Đường 2, đường 6. Đi quần đi kiếm anh cái đó. Dạ, nó ra lò luôn. À dạ, xin chào mọi người. Hôm nay thì ghé ở cái địa chỉ là 175/59 Phó Thanh Điều này. Đó, đi vô cái hẻm này là lần này lần thứ ba mới tìm được nhà anh Tài. Trời, nghĩ làm sao luôn, chạy miết rồi tìm không được. Mấy năm vô, thủ vô là được rồi. À, té ra là vậy. Hồi nãy em đi cái hẻm 159. À, té ra là đi với hẻm 159 cho nên là vô nó không có đúng cái số. À, là đi hẻm 175 mới đúng, đi thẳng hẻm 175 là vô là chính xác. À, té ra là nãy đi lộn cái hẻm. đi cái hẻm 159, té ra vậy cho nên là đi thẳng nó không vô, nó không kiếm được. Dạ. Dạ. Đây bây giờ làm bán cả ngày luôn anh. Bán 2 giờ chiều luôn. Mấy giờ là bắt đầu là mình có bán? 6 giờ sáng là có bán rồi. 175. À, mọi người đi vô cái hẻm là 175 nha, là chạy thẳng vô là dễ gặp đó. Còn nãy do là mình đi cái hẻm 159 cho nên là đi vô nó cứ vòng vòng vèo vèo à. Hay một xe gà đầy nhóc luôn. Bây giờ là khoảng 8:30 sáng này. Thấy chú kia còn mua 2 con xà sách kìa. À đây cái xe gà đứng đây chưa. 175/59. Đây thì hơi khó tìm, những người họ đi tìm vô đây thì đi vào mua điện thoại hả? Đúng chứ, đi gọi điện thoại. Đó, đó, địa chỉ. À, có số điện thoại đó gọi cho dễ. Nhà tôi gọi chị tao lối à. Chị già lục buôn che sạch tám. Mấy con nhà muốn chứ. Dạ dạ. Chặt chút xíu nha, có chặt không anh? Chặt luôn. Chặt quá trời chút xíu nha. Có đồng mềm đó.
Dạ gói đi vợ. Dạ bán ở nhà luôn. Cặp xe sát sát vô mấy chị. Cái chị dầu. Có 2 con. 2 con. Sao mình là sao mình gì à? À sao gì rồi đó. À, cho phá nó. Anh chết là anh chết. Dạ dạ cầm trước này. Mình nói mà em cái đi chạy sát sát để xe nó qua lại không được á. 320 hả? Đúng rồi, của anh 320. Anh có 2 chỗ. Nó mua gì mà nó có, nó gì mà nó. Hãy nói gì mà nó. Có 20. Con muốn lấy chín nhiều quá, lấy chín hẳn á, đừng có đỏ, chặt đừng có đỏ. Được phải nó mà nó. Giờ gói cho anh 2 con đi. Rồi. Của anh chặt luôn anh. Alo. Điện số hồi nãy là số gì? Nãy ông kêu đọc số đó mà. Để gọi điện. Thì nãy ông cho số này. Ừ. Chặt hết luôn con. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, cố gắng lên nha. Dạ. Ủ muối nhìn thấy nó mềm ha. Có loại mềm, loại không mềm. À dạ ha. Loại cầm sáo nó mềm. Dạ. Loại 230 thịt nó chắc hơn. Nó săn hơn. Nhưng mà đa số
người ta nhiều người ta thích mềm béo. Dạ. Còn gà mà cứ nhắc tiếng đồng, gà đó chỉ có hầm lâu, hầm xả, hầm gì á, mấy ông nhậu khoái. Chứ mấy gà này mà hầm đâu có ngon. Dạ. Gà chỉ ăn béo không. Còn chứ đang chạy bán ở ngoài con đang tuổi đó. Mới mới về nhà chạy bình thường. Máy ra đi từ đó giờ. Xe đuôi ra là có còn giấy tờ luôn bụng. Tháo đuôi gắn cái đầu vô là hành xe chạy được á. Tại vì đây khách chưa biết tới nhiều, bán giảm không anh? Bán được, bán khách cũng đông lắm. Như là bữa mùng 2 á, bữa đó là bán gần 200 con á. Ồ dữ ha. Cũng ở trong này, trong này cũng khủng hết chưa? Sáng là hết rồi. Tôi bên Sài Gòn phố qua quay hết gà để quay. Ờ vậy hả? Qua lúc đó qua 8 9 giờ rồi hết gà quay được. Dạ. Mày chơi ủ muối á, có là chạm. Cái mà mũi xếp thì à? Mũ á, cá hay ốc khỉ mại. Hay ốc khỉ luôn à? Ờ, có là chế mà tàu phùa chỉ hả? Dạ. Lớn chè nha. Cái chè, ủ muối nha. Bỏ giặt đã, ngồi bỏ ủ muối đi. Đi tỉ họ nước tường. Ờ, thì ra đó. Hả? Đổ dạ. Được. Lên chim. Gói vậy rồi. Già cậu ai à, già 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 xám dập sập xám già lục rồi. Cái xám lục đó. Có bao nhiêu à? 360. Quá lục ấm chưa. Một sản lui à, dòng mọi à, có tiền 10.000 lẻ không có? 360 đây, đây kìa. Cầm trước đi. Tính ra là bắt đầu nhiều người biết tới cái địa điểm mới nhà của ảnh luôn. 175 sạc 59. Rồi không có 50 luôn chứ ơi. Rồi cho hết này à. Muốn lại mua gà đó. Đây nè, có mua gà đây. Mua gà mà gặp à, quen. À có lấy con hấp muối với con xì dầu. Lấy gà. Lấy gà ta. Lấy gà ta. Con muối con xì dầu. Ủa, chặt luôn. Đứng đó một xíu đi. Đứng lại đó đi. Chặt gà con xíu rồi đi liền à. Em lấy bao câu đâu, có bỏ bao câu rồi. Có lấy cái thùi không? Hả? Không lấy thùi thì khỏi tính tiền thì khỏi lấy. Rồi khỏi tính tiền, khỏi tính tiền. Dẻo thôi là dẻo ngon. Dạ chứ có nhiều người thích ăn phao cao lắm. Bắt con về để cho người ta ăn. 8.000 một cái bánh dừa cần cụ có 8.000. Có bán xôi không? Có. Xôi nè. Xôi dừa nè. Dẻo thôi là ngon. Béo ai là béo, dẻo ai là dẻo. Ngon ai là ngon, tốt ngon. Cái đỏ là tốt nghiệp và ngon hơn. Đỏ. Có một con gà đi anh. Ở cái lai vô bán cũng bán liên tục hết chứ bộ. Bao nhiêu vậy? Dạ 206 rồi xuống. Sao nó có trứng ở chưa đẻ nè ha. Trứng. Đâu nó mới trứng thôi.
nó mới trứng, nó chưa có đẻ là mà gà mái dầu. Còn nếu mà đẻ rồi là gà trứng rồi. Mới có trứng chưa đẻ là gà mái dầu. Đúng rồi. Ngon lắm đó. Đó, ngon á. Gà mái dầu là nhất. Gà mái nó nghèo quá, cái gà mái nghèo. Gà mái nghèo là cái gà nó đẻ hết trứng rồi, nó mới gà mái nghèo. Dòng này trên bà xã tôi lên dặn rồi đi vô tìm trong này mua. Con đó dừng cây á. Dạ, chấm một. Chấm không chấm. Đừng có quay nha. Dạ quẹo phải ra bán hai á chị, rồi quẹo trái ra chừng quý và tạo nguyên cũng được. Bố lên lần thò đi. Nhỏ hơn. Rồi lấy 230 em lấy cho. Đưa 10.000. Rồi cảm ơn. Rồi cho một con gà 206 hả? 206 mới được. Gà mình bao nhiêu, có mấy giá? Gà 206 này, 206 với lại gà con bự này, 206 này là 206. Vậy là lấy cái gà 206 đi. Gà 206 chắc. Không, 206 đi. 206. 206 cho bà ăn cho nó ngon. Dạ. Chặt luôn đi. Con gà này gà gì? Gà con hả? Gà thả vườn á, nhưng mà nó dạng nó là nuôi nhốt. Còn mình gà này mình nuôi thả là nó ngon hơn. Thì nó mắc hơn. Đúng rồi. Với lại cái tháng nó nuôi lâu hơn. Rồi đúng rồi. Nó to hơn mà. Đúng rồi, cái tháng nó nuôi lâu. Ký nó to hơn. Con 206 đó khoảng được ký mấy anh? Ký 7. Ký 7. Ký 7, 8. Có con 300 nữa, 2 ký. Rồi, con to ha. Rồi, có con bự nữa, mà hết con bự đó rồi. Như con này là 8. À, dạ, kỳ 8. Bán rồi là cả ngày hay là... Dạ, con bán tới 2 giờ chiều quá chú. 2 giờ hết gà thì con nghỉ. Dạ. Mới nói còn gà thì bán tiếp. Không, quán... Bán tới đó là nghỉ nè. Chưa 2 giờ hết gà, con cũng làm thêm cho bán luôn. Dạ. Thường là làm thêm, không mà có, con để sẵn là đó lát làm thêm nha. Để sẵn luôn, chuẩn bị lát luôn cái nồi bự đó. Dạ dạ.
Nước nước lèo làm gì, nước lèo bán cho ta là nước lèo nó mặn lắm, nước nó mặn lắm, nước muối mà. Nước muối mà. Chữ nước lèo bán cho người ta để người ta nấu lẩu. Đổ thêm nước sôi vô người ta nấu lẩu. Trời ơi. Đây là quy trình khép kín làm trong nhà đưa ra tới cửa là bán luôn. Bán luôn nước lèo luôn cho mấy thằng tiệm lẩu đó. Hay vậy. Rồi. Dừng liên tục rồi. Anh mấy con rồi? Dạ một. Chặt không hay để luôn? Dạ. Chặt luôn. Alo. Có gà xì dầu á. Vô đây mua nó khó tìm xíu nhưng mà vua nó khỏe. Ừ. Ít ngự á, nó thưa thưa ngự á, cái lai rai có. Ngay chợ Thiết á chị, dạ ngay gần chợ Thiết á. Dạ dạ dạ. Dạ các video gà muối chắc mình kết thúc ở đây không nè. À, cái chợ ngoài đây là gọi là chợ Thiết hả? Dạ. Cô cho con 20 đi, con nói cho 100. Gọi có 320 xong đưa con. Nào nào. Kiếm kiếm khó không cô? Không có khó gì mà cái làm biết sao kẹt nó mà. À đúng rồi, đúng rồi. Hơi kẹt cái chỗ đó đó. Alo. Cái con này mềm con gà 160 hả cô? 160 nó mềm. Dạ. Mềm mà bự phải không? Dạ. 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 Ừ. Cái con đó. Chắc con ừ. Trời ơi, hỏi thăm cái anh chị. Chị nó mang á. Dạ đúng rồi. Tôi coi video clip thấy vợ con đứng bán với con nè. Dạ. À, mấy đứa con rồi. Dạ, đang có đứa thứ hai. Ừ. Đứa bạn trai hả? Dạ, đứa đầu đầu là trai đứa sau là con gái. Dạ. Thấy nó bán lăn sang ngoài đường. Nó lăn lăn sang. Ờ, bán không kịp luôn. Bữa nay vợ đỡ rồi, trong này bán lai gai cũng bán mất 2 giờ chiều luôn. Ừ, bán rồi thời gian mình kéo dài ra bán nhiều hơn. Dạ. Dạ. Rồi nhà nó nổi tiếng mình làm ăn hay. Dạ. Làm ăn hay. Làm ăn hay á. Dạ đúng rồi, làm ăn hay. Cô ở đâu qua biết không? Dạ không. Quận 2. Dạ, anh quận 2 chạy rồi. Tư nó đi ăn chiều. À. Con tư. Nước tương hả? Em con nước tương á. Con gà nước tương. Tên quận 2 chạy qua. Nước này ngon. Muốn ăn hai thứ anh thử mà. Ăn thử cho biết ngon. Con muối còn nước tương. Ở quận 2 qua con biết sao? Dạ, xa. Xa lắm á. Xa. Quận 2 sát bên nhất mà. Dạ. Thế nó bán ngoài đường cái bắt đầu đi tìm. Dạ, đi tìm. Thầm thủ thiên ngay chỗ cái sala gì đó. À, đúng rồi đó, đi qua tới đây nha. Dạ, bên dạ, đó. Mà lăn cổ qua tới đây, thấy hồi không? Xưa con đi câu cá bên đó hoài. Ừ. Cho cái chua không? Dạ, có chứ. Để hai cái gì ra đây. Nó ăn hai thử, thứ hai thứ rồi nè. Dạ, để hai thứ rồi. Ủa mà con để chiều ăn thì đừng có chặt. Chiều mình xé ra hoặc là gì đó. Chứ để chiều chặt nó khô đó. Ừ. Đúng rồi. Nó chặt luôn đi, chặt luôn đi, về già cô tay cô yếu nè. Dạ, cô xé. Dạ, nó không ngon. À, mấy anh quay video clip cũng quay dữ quá. Dạ. Ông con bữa nay mới vô đây đó. Cái người đầu tiên quay con luôn đó. Cái dấu gì quay là cái xong mua con ở tới hẻm ngoài kia ngồi ăn. À. Giờ phú giờ mèo đúng không? Ừ. Chắc dài quá, giờ phú giờ mèo coi coi. Là người đầu tiên quay con rồi. Xong rồi Sài Gòn phố mới biết tới. Ừ. Mấy bây giờ mấy ca chợ? Dạ, bây giờ bán ở nhà luôn, không có ra ngoài. Đúng rồi, ngoài. Ngoài công an nó có. À, ngươi quá. Lúc coi cũng nói là nghi nghi thế nào. Nghi nghi, đông quá. Quá lo, mình lo trong bụng phải không? Dạ. Nói không biết còn bán này không? Đúng rồi, cái đường nguy hiểm quá. Dạ, bán ở nhà, bán vừa bán vừa làm vậy đó. Cái hết này mình làm cái khác, hết cái này mình làm cái khác. Dạ, nóng. Hai mẹ con đi ăn sáng tranh thủ, sợ nó ra đường, đông quá mua không dạ. Được. Dạ, à, dạ. Bán tới 2 giờ chiều. Dạ. Giờ bán ngay luôn phải không? Đúng rồi. Mất nhớ đường vô đi anh. Ngon, nó cũng tới giờ Hà Nội cũng tới. À, dạ, ngon Hà Nội cũng tới. Trời ơi, thấy ghê quá, đông. Đông mua đông quá. Nó cứ nói, bà con thông cảm, mà con thông cảm mà. Nói chứ
nói vậy thôi chứ mình cũng đâu có dám nói gì đâu. Không cảm được thì không, không đâu cảm được cũng vậy à. Thấy có bỏ hạnh đây chưa? Dạ có. Hello. Alo nghe. Để anh coi tiền ship cho em nha. Anh, em ở có nhắn tin địa chỉ đúng không? Rồi để anh coi tiền ship rồi anh báo lại cho em ha. Rồi rồi rồi. Hai chục cái Nguyễn Văn Vịnh. Nguyễn Văn Vịnh. Là 206 nè. Okay, cảm ơn. Lẻ mười muốn chết. Dễ thở hơn. Dạ. Yeah. Còn ào 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 đâu có chặt được cho ai đâu. À, giờ bán đây im hơn rồi đó. Dạ em. Dạ rồi. Cô thấy cảnh nó giống đổi tiền quá. Dạ, giống đổi tiền. Đổi tiền. Đổi tiền. Nói con mướn người diễn không. À. À, nói mướn người anh em lại mua không? À. Đồng dạ, gì đó. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, dạ chào cô. Chắc chưa? À chắc. Đó nè. Mới 7 tháng à. Mẹ chồng con vui nha. Cô dễ thương quá à. Ngày đó là đông hơn ta. Ờ, với ngày chủ nhật thôi. Trời ơi, nó đông dữ lắm. Dạ. Yeah. Chủ nhật thì họ nghỉ thì biết rồi, còn hai ngày kia thì sao ha? Cúng mùng 2 tháng. À, người ta cúng.
Thôi cái ngày chủ nhật, trời ơi, nó vô khu ghê trong nghẹt luôn, cái ngày chủ nhật bán không kịp bán. Thank you.